Trang Ốc Già mến chào các bạn. Các bạn cũng khỏe chứ hả? Trong cái podcast ngày hôm nay đó thì Trang Ốc Già muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề về tiền. Cũng là tiền nhưng mà là tiền nước ngoài ha. Không biết là đã bao giờ các bạn tự hỏi là ủa tại sao mà một cái đô la Mỹ nó đổi ra được khoảng 20.000 hay là 22.000 Việt Nam đồng. Rồi một cái đồng euro đó nó đổi ra là được 27.000 Việt Nam đồng đó. Rồi một đô la Mỹ như vậy đổi ra, một cái euro đó đổi ra được là khoảng 0.85 đô la Mỹ. Các bạn cũng hỏi là ủa nếu mà như vậy thì tại sao một cái chính phủ một nước đó không có in tiền thoải mái để mà đi mua đồ ở nước ngoài. Thì đấy là những câu hỏi đó nó sẽ dẫn đến cần một cái câu trả lời, đúng không? Và cái câu trả lời đó trong cái kinh tế đó thì người ta gọi đó chính là cái tỷ giá hối đoái ha. Nó gọi là cái exchange rate. Thì cái tỷ giá hối đoái đó là cái một cái tỷ lệ quy đổi giữa cái đơn vị tiền tệ giữa hai cái quốc gia với nhau. Thì thường người ta sẽ chia ra các cái cặp tiền tệ. Ví dụ người ta nói là tỷ giá đồng đô la Mỹ với lại Việt Nam đồng. Đấy, nó có những các cái cặp tiền tệ. Và các bạn biết là mỗi quốc gia thì người ta sẽ có một cái đơn vị tiền tệ của họ và một cái tên gọi. Ví dụ như Mỹ là USD ha, USD đồng USD. Châu Âu thì cái cộng đồng chung châu Âu, cái sử dụng đồng tiền chung đó thì người ta gọi là Euro. Nhật Bản thì nó có đồng, họ có đồng yên, đúng không? Rồi đô la Úc, đô la Canada, rồi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, đồng yên của Nhật Bản, vân vân. Đấy. Và các bạn biết là hai cái đồng tiền, rồi đồng phong của Thụy Sĩ nữa. Thì trong các cái tiền tệ đó, các cái đơn vị tiền tệ quốc tế đó thì có những cái ngoại tệ mà người ta gọi là ngoại tệ mạnh đó, thì hiện nay người ta xếp ví dụ như là có đô la Mỹ nè, đồng euro nè, đồng yên Nhật nè, đồng phong của Thụy Sĩ ha. Và những cái ngoại tệ mạnh đó thì nó chiếm một cái lượng rất là lớn trao đổi mua bán quốc tế. Các bạn biết rồi, ví dụ như là trong cái hoạt động mà xuất nhập khẩu mua bán đó, mình muốn mua một cái gì của cái hàng ở nước khác đó, thì mình phải dùng cái đơn vị tiền tệ của cái nước họ quy đổi ra. Hoặc là mình phải dùng một cái đơn vị tiền tệ mà họ chấp nhận, chứ không phải là cứ dùng cái tiền của mình là được, đúng không? Cho nên quay lại cái câu hỏi là tại sao chẳng hạn như là Việt Nam đồng của mình đó, chính phủ mình không có ngân hàng nhà nước của mình hay còn gọi là ngân hàng trung ương, nó không cái in tiền thoải mái rồi dùng cái tiền đó để mà đi mua đồ ở nước ngoài, đúng không? Câu trả lời là vấn đề là mình in thì mình in nhưng mà người ta có nhận hay không, đúng không? Rồi cái nữa là cái tỷ giá đó là nó là bao nhiêu. Ví dụ như là sẽ đổi ra là 20.000 đồng Việt Nam để đổi lấy một cái đô la Mỹ, hay là sẽ là 50.000 đồng Việt Nam để đổi lấy một cái đô la Mỹ, đúng không? Hay là một triệu đồng Việt Nam chỉ đổi lấy một đô la Mỹ ha? Thì cái đó là phải có một cái sự thống nhất giữa hai bên. Mà làm sao mà xác định được cái tỷ giá này? Thì quay lại cái câu chuyện tỷ giá thì hồi trước đó, trước kia đó thì kinh tế thế giới đó, người ta trao đổi bằng tiền tệ đó giữa các nước mua bán với nhau, thì người ta phải sử dụng cái quy đổi ra là tiền của anh với tiền của tôi. Thì từ những năm 1930 thì Mỹ người ta mới dùng cái chế độ gọi là bảng vị vàng. Có nghĩa hồi đó quy ước là cứ một đô la Mỹ đó thì cái ngân hàng trung ương Mỹ Fed đó họ nói rằng là tôi đảm bảo cái giá trị tiền tệ của tôi là bằng vàng ha. Có nghĩa cứ một tờ đô la Mỹ in God we trust là đổi được 35 đô chứ, thì đổi được một ounce vàng. Các bạn hình dung nha, một cái ounce vàng đó thì nó sẽ tương đương với khoảng 28,35 gram ha. Mình làm tròn số đó, 28,35 gram. Như vậy thì nếu mà một ký vàng á, để mình đổi thử nha, thì nếu một ký vàng thì nó sẽ được là 35,27 ounce. Như vậy thì chắc là lúc đấy mà quy đổi ra là 35 đô thì nó cũng có cái ý của họ ở đây đó.
ha, có nghĩa là một 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 kg vàng nó sẽ đổi ra được là ví dụ như là sẽ là được 35 ounce ha. Rồi sau đấy từ 35 ounce đó cứ một ounce là được 35 đô thì nhân lên. Đấy là cái nhưng mà sau đấy thì Mỹ họ họ bị lạm phát ha, và sau đấy thì họ không còn đủ khả năng cái lượng vàng dự trữ để đảm bảo cái đồng đô la, tại vì họ phải in cái đô la ra cho cái nền kinh tế. Và như vậy thì họ không còn đủ cái khả năng để mà đảm bảo cái bảng vị vàng nữa, và họ thả nổi. Họ thả nổi và cái định chế Bretton Woods nó bị bỏ đi từ năm 70 71 gì đó, thì chỉ nhớ mấy mấy thôi chưa có sợt lại chính xác, nhưng mà năm 1970 71 thì chế độ bảng vị vàng nó xóa bỏ. Và lúc đấy thì Mỹ, tại vì nền kinh tế Mỹ nó mạnh mà, anh gọi là anh đại hay là gọi đấy đại ca của thế giới mà, thì mới thả nổi. Và lúc đấy thì cho cái tỷ giá thay đổi nó quyết định bởi cái cung cầu. Cung cầu, quay lại cái câu chuyện là tại sao chẳng hạn như Mỹ họ không tiếp tục in tiền nữa khi một nền kinh tế nó mạnh. Thấy không, các bạn thấy có khi nào mà đặt câu hỏi là ủa nếu mà vậy kinh tế Mỹ nó mạnh như vậy thì nó cứ in đô la thoải mái chứ, đâu được đâu các bạn. Một cái ngân hàng trung ương về nguyên tắc nó phải là độc lập với lại cái chính phủ ha, với lại cái government. Thì các cái central bank, các ngân hàng trung ương đó thì họ phải điều hành cái chính sách tiền tệ của họ qua cái lượng cung tiền, lãi suất và cái tỷ giá hối đoái. Nhưng mà họ làm sao để mà họ kiểm soát hai cái chuyện quan trọng nhất ha. Thật ra là có ba cái mục tiêu của một cái ngân hàng trung ương, đó là phải họ làm sao mà đảm bảo được cái lạm phát, có nghĩa là nó ổn định. Ổn định chứ nếu mà giá cả tăng là nó sẽ khó khăn cho đời sống người dân, rồi kinh tế nó sẽ bấp bênh. Cái mục tiêu thứ hai của cái chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương đó là phải làm sao mà cho cái thất nghiệp nó ít lại, và cuối cùng mới là cái tăng trưởng dài hạn. Cho nên là nói thì nói, không có một cái ngân hàng trung ương hay đằng sau đó là chính phủ nào mà dám in tiền vô tội vạ hết á. Nó có một cái mức độ của nó, tại vì nếu mà anh in tiền nhiều, anh cung tiền nhiều thì lúc đó là nó sẽ tạo ra cái lạm phát. Bây giờ quay lại cái chuyện tỷ giá, thì bây giờ thì làm sao mà bây giờ phải nói trước chứ, khi mà nói về tỷ giá đó, ví dụ như là sẽ nói dùng cái cách hiểu như thế nào, ví dụ nói là một đô la Mỹ sẽ đổi được là 22.000 đồng Việt Nam, hay là một đồng Việt Nam đổi được bao nhiêu cái đô la Mỹ. Ví dụ như là không chấm mấy, không chấm 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 mấy đó, để mình coi thử. Ví dụ như hiện nay thì ví dụ như là một cái đồng Việt Nam đồng thì nó sẽ đổi được là bao nhiêu cái đô la Mỹ. Thì hiện nay nếu mà tỷ giá trên cái trang mà exchange rate, một đồng Việt Nam sẽ đổi ra được là 0.00004 đô la Mỹ, có nghĩa là sau đó là 4 số 0. Còn nếu mà mình nói là 1 đô la Mỹ thì lúc mà đang ghi cái podcast này đó là 22.800. Đây là cái tỷ giá trên cái thế giới chung ha. Còn đương nhiên cái tỷ giá mua bán ở ở các cái ngân hàng thương mại ở Việt Nam, rồi tỷ giá ở tiệm vàng, thị trường chợ đen thì nó khác nữa. Nó có cái chênh lệch giữa tỷ giá mua và bán. Quay lại cái chuyện tỷ giá thì sẽ tính cái như thế nào, thì thường là người ta sẽ tính theo cái đơn vị của đồng nội tệ của nước đó. Ví dụ khi mình ở Việt Nam mình nói tỷ giá của đồng đô la Mỹ với Việt Nam đồng thì mình sẽ quy ra là nó sẽ là được bao nhiêu cái đồng Việt Nam đó, ví dụ như 22.800 đồng. Còn nếu mà ở châu Âu đồng mình xài đồng euro thì mình sẽ nói rằng là một cái đô la Mỹ đó nó sẽ đổi ra được là 0,85 euro thôi, đúng không? Còn nếu mà ví dụ như mình đang ở Nhật thì mình sẽ dùng cái đơn vị, hoặc là mình đang ở Úc đi, thì ví dụ như 1 đô la Mỹ hiện giờ nó được là 1,35 đồng đô la Úc chẳng hạn. Có nghĩa là mình phải tính quy ra cái đơn vị nội tệ của cái nước đó. Còn nếu mà ở Nhật thì mình sẽ quy ra là 1 đô la Mỹ nó sẽ là được bao nhiêu cái đồng yên.
Thì hiện nay á, đô la Mỹ là đồng euro, là đồng đô la Úc, đô la Canada, đồng yên Nhật, thì đấy là những cái ngoại tệ mạnh, thì nó chiếm khoảng 80%, theo thống kê là khoảng 80% cái lượng tiền, cái đồng ngoại tệ mà được sử dụng trong cái mua bán trao đổi quốc tế. Các bạn biết là chẳng hạn như Việt Nam mình là cũng phải sử dụng nhiều cái ngoại tệ chính đúng không? Có thể nhưng mà chủ yếu là vẫn giao dịch chính là bằng cái đồng đô la Mỹ, rồi các cái nền kinh tế khác cũng vậy thôi. Gần đây thì Trung Quốc họ cũng muốn tăng cái sức ảnh hưởng của họ để mà kinh tế thế giới sử dụng cái đồng nhân dân tệ đó, cho nên họ cũng bằng những cái thủ thuật họ ép các cái nền kinh tế nhỏ chẳng hạn như ở châu Phi hoặc là một số nước trong ASEAN tăng cường cái chuyện mà trao đổi buôn bán trực tiếp với Trung Quốc là bằng cái đồng nhân dân tệ thay vì là dùng cái đô la Mỹ. Chẳng hạn như gần đây là Indonesia là có cái cán cân thương mại với lại Trung Quốc là nhiều, là bắt đầu làm trực tiếp bằng đồng đô la Mỹ luôn đó các bạn. Liên quan đến cái bây giờ mình nói đến cái chuyện cái tỷ giá hối đoái đi ha, thì bây giờ làm sao mà xác định được cái nó là 20.000 hay là 15.000 hay 10.000. Tại sao Việt Nam mình không có xác định là 1 đô la Mỹ đổi ra là chỉ có cần 5 đồng Việt Nam thôi? Tại sao đúng không? Chỉ cần 5 đồng Việt Nam thôi, 5 Việt Nam đồng là có thể đổi được 1 đô la Mỹ. Thì mình tăng cái sức mạnh của cái đồng Việt Nam mình lên. Cái đấy không phải muốn là được các bạn à. Cái tỷ giá nó quyết định bởi nhiều yếu tố lắm. Và quan trọng nhất là cái nội tại của cái nền kinh tế của cái nước đó. Thì về 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 kinh tế học lý thuyết đó thì nó có nhiều cái yếu tố để xác định rằng là tại sao mà cái tỷ giá là nó là bao nhiêu vậy ha. Thì chẳng hạn như là coi cái sức mạnh của nền kinh tế đó nè, rồi cái nền kinh tế đó cái lạm phát của nó có cao hay không, rồi cái lãi suất điều hành ở cái nước đó như thế nào. Rồi cái gọi là cái gọi là thâm hụt mậu dịch đó, nó gọi tiếng Anh nó gọi là current account deficit đó, cái cán cân bản lai, tài khoản bản lai của cái nước đó, nghĩa là mua bán trao đổi giữa hai nước với nhau đó, nó có thâm hụt hay không. Rồi nợ công của nợ công là nợ chính phủ đó của cái nước mà đó, của hai nền kinh tế đó nó có tương quan như thế nào ha. Rồi ngoài ra thì các cái điều khoản trong các cái buôn bán thương mại, chủ yếu là các cái hoạt động xuất nhập khẩu, tại vì khi mà mua bán xuất nhập khẩu thì mình mới cần ngoại tệ đúng không, mình cần quy đổi ra thêm. Thì đấy là những cái yếu tố chính quan trọng mà nó tác động đến cái chuyện tỷ giá. Còn cái cách mà xác định tỷ giá thì như thế nào? Lúc nãy chàng ốc già có nói với các bạn đó là cái tỷ giá đó xác định đó, thì hồi trước người ta dùng gọi là cố định đúng không? Theo cái chế độ bảng vị vàng, ví dụ như Mỹ đi, nó xác định là cứ một cái ounce vàng là sẽ là 35 đô la. Quy ra nó có dùng vàng để mà nó đảm bảo, nhưng mà sau đó thì nó thả nổi. Thì hiện nay cái tỷ giá đó thì thường nó có hai cái cách điều hành chính ha, đó là hai nhóm lớn. Một là thả nổi theo cái cung cầu thị trường, theo cung cầu thị trường. Còn cái chuyện mà mạnh yếu khác nhau thì nãy chàng ốc già có giải thích đó, nó phụ thuộc vào cái nội tại của cái nền kinh tế đó, chứ không phải là muốn định là bao nhiêu là được đâu. Và có một cái thứ hai nữa, đó là gọi là một cái cố định tỷ giá thả nổi, nó gọi là float. Thả nổi nó giống như là các bạn thấy cái con thuyền nó thả nổi float ha. Rồi có một cái cơ chế thứ hai nó gọi là cố định hay là gọi là neo. Neo vào một cái gì đó ha. Ví dụ như là neo vào một cái đồng ngoại tệ mạnh, chẳng hạn như một cái nền kinh tế yếu yếu ở châu Phi hay là ở châu Á này nọ, ở Nam Mỹ Latin, người ta neo vào một cái đồng ngoại tệ mạnh, ví dụ như là đô la Mỹ hay là đồng euro ha. Và ngoài ra thì nó có một cái cơ chế nữa, nó gọi là linh hoạt. Linh hoạt có nghĩa là vừa vừa neo mà vừa vừa thả nổi ha. Giống như Việt Nam mình gọi là tỷ giá điều hành chính sách, tỷ giá điều hành cố định linh hoạt đó, nhưng mình không biết là linh hoạt cố định hay là cố định linh hoạt thôi. Cái này thì tùy mỗi người hiểu cái nào nó là chính ha, nó cái tính từ của nó cái nào là chính. Thì ví dụ như là mình neo vào một cái đồng, chẳng hạn như là Việt Nam đồng của mình neo vào cái đồng đô la Mỹ, nhưng mà mình cũng có một cái cho một cái biên độ dao động và một cái biên độ dao động thì ngân hàng nhà nước đó, nghĩa đây là ngân hàng trung ương đó,
sẽ dùng các cái chính sách khác, ví dụ như là về lãi suất để mà, hoặc là ví dụ như mua bán ngoại tệ, mua bán lại cung cầu trên cái thị trường, để từ đó mà có thể thay đổi, tác động làm cho cái tỷ giá nó biến động. Mặc dù là mình neo nhưng mà mình vẫn có cái biến động để cho nó thay đổi đấy. Thì đấy là các cái kiểu mà điều hành chính sách tỷ giá. Bây giờ thì trong cái tỷ giá nó còn có một câu chuyện thú vị nữa, nó gọi là, nó có một cái nó gọi là real exchange rate ha. Cái real đó, cái real exchange rate, tỷ giá, gọi là tỷ giá hối đoái thực nữa. Tại vì ví dụ như mình, cái mà đang code, đang 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 trên các cái nền tảng hoặc là trên các cái thị trường ngoại hối đó, thì cái đó mình gọi là cái danh nghĩa mua bán, trên gọi là danh nghĩa nominal. Nhưng mà nó còn có một cái tỷ giá thực nữa, đó là nó phải so sánh giữa các cái một số cái mặt hàng cụ thể. Và cái này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm là ở trên thế giới người ta có một cái chỉ số, nó gọi là chỉ số mắc index, mắc đô đó. Người ta quy ra là một cái bánh hamburger mắc đô ở Mỹ là bao nhiêu, ở Đức là bao nhiêu, ở Pháp là bao nhiêu, ở Việt Nam là bao nhiêu ha. Rồi giữa hai cái tỷ giá, rồi sau đó người ta lấy cái giá của một cái bánh, một cái hamburger chuẩn á, tiêu chuẩn đó, bình thường nó phổ biến mắc đô đó, lúc đó người ta sẽ coi ra là một cái tỷ giá thực. Giữa tỷ giá hối đoái thực giữa hai cái nền kinh tế với nhau. Đấy là cái câu chuyện về về tỷ giá ha. Cho nên là cái chuyện mà điều hành tỷ giá đó là một, thật ra cũng là một cái bài toán đau đầu, của khó đó chứ không có dễ đâu, của các cái người mà làm chính sách điều hành ở các cái ngân hàng trung ương, đặc biệt là cái ngân hàng nhà nước. Thứ nhất là không phải là muốn in tiền bao nhiêu là in. Cái thứ hai là không 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 có thể nào mà muốn là xác định cái tỷ giá đó bao nhiêu là được ha. Tại vì muốn cái tỷ giá của mình, cái đồng tiền của mình nó có giá trị lên, thì cái nội lực nền kinh tế của mình nó phải tăng. Và nữa là cái cung cầu trên thị trường, có nghĩa là cái đồng tiền của quốc gia mình đã phải có nhiều nước người ta sử dụng và người ta chấp nhận thanh toán. Ví dụ như chẳng hạn như là bây giờ chẳng hạn cầm Việt Nam đồng của mình, không biết là cầm đi nhiều nước đó thì có xài được hay không, thì đấy là các bạn đi du lịch rồi các bạn sẽ biết, ví dụ như vậy ha. Thì đấy là nó nói đến cái độ mạnh của một cái nền kinh tế, thể hiện qua cái uy tín ha, cái độ mạnh của cái đồng tiền của cái nước đó được chấp nhận thanh toán ở ở các nước, ở các cái nền kinh tế khác nhau. Và đó là cũng là một cái câu trả lời cho luôn là tại sao mà mình không có in tiền ra để mà mình đi dùng cái nước khác để mình mua, tại vì người ta có chấp nhận tiền của mình đâu, đúng không? Ví dụ như là nếu mình là nền kinh tế như là Mỹ hay là Anh hay là châu Âu, một Đức chẳng hạn, thì nó khác đúng không? Nhưng mà chưa chắc, tại vì anh in nhiều thì nó có một cái gọi là phản ứng phụ, đó là nếu mà anh in tiền nhiều thì cái tiền đó, cái lượng tiền mặt, cung tiền cho nó sẽ quay lại cái nền kinh tế của anh. Mặc dù là anh đi mua ở nước khác nhưng mà nó cũng sẽ bằng cách nào đó nó sẽ quay lại cái nền kinh tế của anh và nó tăng lượng cung tiền, thì lúc đấy là lạm phát tăng. Đấy, thì qua một cái podcast ngắn như thế này thì chàng ốc già hy vọng giải thích một cách rất là bình dân ha, rất là bình dân, gọi là nôm na sao cho thím bảy, dì ba, chú hai, bác hai, chú tám rồi gì đó, chú chín gì, nó cũng có thể hiểu được cơ bản là vì sao mà giữa các nước nó có một cái tỷ giá đổi khác nhau, và những cái yếu tố nào nó tác động thay đổi cái, làm cho cái tỷ giá nó thay đổi, và có bao nhiêu cái chính sách, cái cách để mà một cái ngân hàng trung ương, một cái ngân hàng nhà nước, người ta có thể điều hành cái tỷ giá này của mình. Chàng ốc già xin dừng cái podcast ở đây và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ. Sáng hôm nay coi là cái podcast là được 222.000 lượt nghe và tải về rồi. Một con số rất là đẹp, 222, giống như gọi là xin chào đó. Ngoài ra thì ngày hôm qua thì chàng ốc già cũng bắt đầu lại cái năm học mới của mình ha, bắt đầu cái công việc lại, đi vào trường rồi, đi vào văn phòng. Thì hôm qua có thử làm mấy cái video bỏ bên YouTube đó. Thật ra thì cũng muốn chia sẻ thêm là để cho các bạn biết thêm về cái cuộc sống ở ở Pháp ha, cuộc sống của chàng ốc già. Tại vì ngoài công việc thì mình cũng phải có cái vui chơi ha, có những cái công việc khác nữa, có những cái thú vui, các cái hoạt động khác nữa, chứ không chỉ là thuần túy là công việc, và được các bạn rất là thích.
Thì chắc là thỉnh thoảng thì chàng cóc già cũng sẽ làm review về cuộc sống, về sản phẩm, về dịch vụ kiểu này nọ đó để giới thiệu cho các bạn. Và mong rằng là một ngày nào đó thì những cái bạn nào mà chưa có cơ hội đến Pháp thì sẽ đến Pháp. Đối với mình thì nước Pháp cũng rất là đẹp, Việt Nam mình đẹp và Pháp cũng rất là đẹp ha, có nhiều cái vùng miền rất là đẹp, và khi các bạn đến Pháp rồi có những cái trải nghiệm về văn hóa, về ẩm thực, về nghệ thuật, rất nhiều cái để trải nghiệm. Và mình tin rằng là các bạn cứ đặt mục tiêu ha, mình đặt mục tiêu ra rồi thì mình sẽ có cách, mình sẽ tìm được con đường. Trước tiên là mình phải đặt một cái mục tiêu và mình kiên trì với cái mục tiêu đó, mình có cái mục tiêu rồi sau đấy thì mình tìm cái giải pháp ha. Ví dụ như leo núi thì mình có thể đi bộ, mình có thể đi thang gì đó gọi là thang máy hả, không cái cáp cáp treo đúng không, còn không thì mình có thể đi trực thăng. Thì tùy tùy mỗi người, nhưng mà cứ đặt một cái mục tiêu rồi mình tìm con đường. Mình chúc các bạn khỏe và kiên định với lại những cái kế hoạch, những cái mục tiêu, những cái dự định, những cái hoài bão của mình. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái podcast lần tới. Chào các bạn nha. Bye bye.